nhiều sinh viên các trường đại học soàn hay ngại môn quốc phòng gì phải ngồi nghe những bài lý thuyết khô khan hay đứng tập, thực hành hàng giờ ở những bãi đất trống. Thế nhưng, thay vì nỗi lúng túng trên, các sinh viên trường Đại học Vinh đã sáng phát triển những bức ảnh mang xu hướng đoàn kết cùng nhau lan tỏa niềm hân hoan khi được học bộ môn này. Những bức ảnh được đầu tư một cách rất lao động như xếp hàng dài ba dãy cùng theo một tia le lạ mắt như giơ bẩn tay chào đồng đội, nghiêng đầu, tạo dòng trái tim. Nhìn sơ qua cũng đủ biết khả năng sáng tạo của nhóm sinh viên ở level cấp độ như thế nào rồi. Sau khi đăng tải, những bức ảnh này đã nhận được rất nhiều lời khen, thậm chí nhiều gamer thủ trẻ còn huy động bạn bè để cầm trend cho kịch. Hơn nữa, trong những bức ảnh đó cũng sinh ra những anh hùng nam, nữ sinh khiến dân mạng phải cất công tìm kiếm thông tin vì ngoại hình nổi bật. Bộ ảnh của nhóm sinh viên trường Đại học Vinh khiến dân mạng vô cùng thích thú. Liên hệ với chủ nhân bức ảnh, nữ sinh Hà Lê chia sẻ, bọn em chỉ chụp cho vui sau giờ học lý thuyết đầy căng thẳng. Ban đầu ý tưởng chỉ là chụp thông thường vài bức để làm kỷ niệm về sau, ghi lại khoảnh khắc thời còn là sinh viên đi học quốc phòng, nhưng sao mọi người kêu hãy tạo một kiểu độc lạ nhất có thể, thế là tất cả mọi người làm như vậy. Em thực sự bất ngờ khi chụp vui vui lại được nhiều gamer thủ để ý đến vậy. Hà Lê cho biết thêm, bức ảnh được chụp với nhiều trung đội của những ngành học không giống nhau trong trường, phần lớn đều là sinh viên năm thứ hai. Ngoài ra, để thực hiện được bức ảnh này, nhóm sinh viên đã phải mất 30 phút để xếp hàng, tạo dáng theo mệnh lệnh của trung đội trưởng.